Xin chào anh Võ Thanh Sơn và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em test hàng cho anh Võ Thanh Sơn. Anh ở Tiền Giang, anh có đặt hàng bên em là một cái bộ 2 mic màu tím hồng. Giá là 545.000 cho một bộ 2 mic màu tím hồng này. Ok, thì bây giờ em sẽ kết nối với mạch mic để test hàng cho anh. Và nếu bạn nào có nhu cầu mua hàng, xin hãy truy cập vào link 789.vn hoặc là liên hệ qua số điện thoại Zalo trên tiêu đề video. Thì bây giờ em sẽ kết nối mic đây. Và cái loại mic này là nó là tần số cố định nhưng mà dùng sóng UHF. Như vậy là hai màn hình LED ở trên mic đã sáng. Đối với đấy là hai màn hình LED ở mic đã sáng. Em sẽ tắt cái mic đi. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Ok, như vậy là một mic hoạt động rất tốt. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Ok, như vậy là hai mic của anh đã hoạt động rất tốt. Bây giờ mình sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm. Ok, và như vậy là ký hiệu bộ sản phẩm của anh. Và xin cảm ơn anh đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tác hành kế tiếp. Chào tạm biệt.